Rồi, hello cả nhà, mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay là một ngày đặc biệt của vợ mình, bữa nay là sinh nhật cho nên là mình có mua ít đồ về nướng cả nhà. Còn thiếu bánh kem ở chút xíu mình chế biến cái này xong mình đi mua bánh kem. Giờ có mua đùi dê nè, với phèo với ốc móng tay đồ đó để nướng với chế tỏi. Có sáo đồ gì chơi nữa nè. Nay làm bữa tiệc nho nhỏ. Đây, cái này là ốc móng tay. Nó còn sống luôn á, mấy ốc móng tay đồ hải sản này đó, nó phải còn sống nó ăn nó mới ngon. Nó chết rồi là dở lắm. Đây, này phèo non. Này là nguyên cái đùi dê. Để mình lấy ra cái mới được. Này là nguyên cái đùi dê cả nhà. Mưa quá mưa luôn, mưa từ hồi 3-4 giờ sáng gì đó, mưa tới giờ luôn nè. Mưa quá trời quá đất. Chở khách lên Sài Gòn. Chạy gì chở vợ hả? Không, khách ở đây, khách đúng rồi, lùng phải ngồi phía sau vậy đó. Đó, đúng rồi. Mới tới được. Dê hả? Dê. Dê với phèo non mình nướng. Ốc móng tay thì cháy tỏi. Cái phèo non nướng này không thấy trên mạng là thấy quá hấp dẫn nè. Với gì ta? Tôm, tôm nướng luôn. Nhìn cái phèo non nướng hấp dẫn quá. Mới lên mùi vợ giờ 6 rửa rau, mình đi đào củ gừng để rửa ba cái dê với phèo. Gừng rửa, rửa dê. Dạ, gừng rượu giấm rồi đó, rửa cho nó sạch, tại vì dê mà rửa không kỹ nó nặng mùi á. Cái này đúng rồi, mà chị không biết cách rửa nó nào, giờ chưa làm, không biết làm thịt dê làm nào. Dạ, rửa mấy cái đó thì nó mới bay mùi. Dạ. Từ đó giờ chị có mua dê em đâu. Dạ. Yeah. Rửa xong rồi cái lóc thịt ra rồi rửa lên một lần nữa. Đúng rồi, nó mới hỏng hồi. Thì hôi á, đúng rồi, nó nặng mùi dê quá, nó nặng mùi dê quá, mấy người mà ít ăn dê đó là sẽ thấy nặng mùi ăn không được. Chị đi quán nè, có nhiều quán làm cũng hôi gình nha. Đúng rồi, nó hôi mùi dê. Có quán lẩu dê 5kg bữa ngoài Đà Lạt á, chị ăn không hôi, đúng. Rất là ngon. Tôi mà trong đây hôi nha, trong đây nó nặng mùi lắm nha. Ở trong Sài Gòn nặng mùi hơn ở ngoài Đà Lạt. Ở ngoài Đà Lạt là ngon quá ngon, không có miếng mùi hôi dê. Nhưng mà nhầm người ta thích, lại thích vậy đó. Phải có mùi dê. Đúng rồi, phải có mùi dê mới chịu. Phải có mùi bò mới đúng chịu. Đúng rồi, mà làm kỹ sạch quá là người ta không chịu. Còn giữ cái mùi lại. Đúng rồi, cái đó là tùy người. Giống như ăn không quen có mùi hôi ăn không được. Đúng rồi. Luộc cái gì vậy chồng? Để nước nó luộc phèo á, để rửa phèo rồi luộc nó một cái rồi mới nướng. Cái à? Cái sàn nước này nè, cái chỗ này mình rửa sạch sẽ rồi, mình để cái nguyên cái đùi dê ở đây mình chà nó cả nha. Đây là mình chà gừng qua một cái, xong rồi chà ba cái lấy gì ta, rượu qua một cái nữa. Cái này nãy mình vệ sinh sạch sẽ ở đây rồi. Chà gừng xong rồi chà rượu nữa hả chồng? Đúng rồi, rửa rượu cái nữa. Tại ở nhà ăn dê nhiều khi không quen á, cho nên là phải cho nó kỹ cái đó để nó có cái mùi á, có cái mùi cái khó ăn. Nước sôi rồi mình luộc với gừng cả nhà. Cái này là mình nấu cái nước nước mà mình bỏ gừng vô nãy giờ cho nó ra cái mùi gừng đó. Đùi dê mình mới phi lê lóc xương ra cả nhà. Cái con ốc này nó đã sức rồi. Giờ mình rửa ốc. Dạ. Cái này mình rửa xong rồi mình đem đi luộc, luộc cho nó chín rồi mình mới đem đi cháy tỏi.
Đây được một gỗ ốc cả nhà. Bây giờ mình đem đi luộc nó một cái. Nước nó sâu thì mình thả vô. Nguyên cái đùi này mình lóc xương ra, bự quá. Giờ cắt đôi ra. Cắt đôi ra cho nó dễ cắt. Dễ thái nhỏ nhỏ. Thớt nhỏ quá. Đi từ từ nha, có chừng trơn chợt nha. Cái đây úp cho có này nè Vi ơi. Có này đã lắm nè con. Cháu con bị bệnh rồi kìa, cao cái gì. Đâu con nào bệnh ở đây. Con bò sữa úp gửi cho con thấy không? Thấy. Cái cưng quá hả? Bơi đã. Cá nó, ok được rồi, không cá bơi cái gì, người em gì đó. Nghe được như đó, bơi đã lắm. Cá xin chào em. Hả? Phải có thông dịch viên à. Không có thông dịch viên mới được. Con sợ không Ngọc? Đâu con bắt nó hư ơi, sợ không? Đâu nước gì mà có thông dịch, giỡn nha. Nhà nước hoài á. Tập bến mới gì à. Bữa mấy cô mấy chú coi trên YouTube mấy cậu thấy Ngọc lanh quá, chuyện quá trời. Cá Khánh Ngọc biết cá đó cái gì không? Cá ba đuôi. Cá chép với cá vàng, cá ba đuôi. Có gì đâu, chị mới bắt nè. Con bự nữa nè. Con bự rồi, con bắt được không? Con bắt được cho con luôn. Con hít con nào cho bắt về luôn. Con hít con nữa. Ừ, đâu con nào đâu. Con đó hả? Con đó chứ gì? Rồi bắt đem về. Thôi chắc nó cắn tay bé Mỹ quá. Rồi mấy chim sâu nó kêu hót líu lo. Mấy con phun con này nhìn thấy cưng quá. Nó đòi ăn đó cả nhà. Sắc nãy giờ mới xong á. Cái da nó có mỡ, nó hơi nhầy nhầy á, cho nên là sắc hơi khó một chút. Khó mà đụng tới bẫy rồi giọt bẻ. Bẻ liền, bẻ mấy hút xương luôn rồi đó. Ủa xương mày bỏ vô ướp nướng luôn không? Ướp luôn. Giờ hay quá trời hay luôn. Mưa rồi, mưa lâm râm lắc rắc rồi cả nhà. Bé không chừa lên nó rút ruột hả? Không. Hình như của em còn. Cái ruột đó hồi có ướp sa tế không vậy? Có còn sa tế đó. Nhớ em hồi có ướp. Hũ ướp thịt nướng. Ê, cái phèo đó một hồi mình để nguyên như mình nướng quá hả? Không, cắt ra. Cắt ra nhỏ xíu. Cũng phải cho nó dài dài để nó rớt à. Rồi nướng xong cái mình cắt nhỏ vừa ăn. Trời để nhiều tỏi vô trộn lên chứ. Rồi trộn lên. Bên kia ướp ướp phèo luôn. Ướp vào
hào, tương ớt, lấy ớt bèo. Mình ngủ chưa nào? Đây cha đũa con. Trong ống á Quy. Ừ. Dở lên rồi. Cái này dài á. Nè, đánh lên đi con. Cho miếng nước mắm vô không? Không, mặn. Cái dầu nào vậy hả cha? Hả? À, cha kêu chị hai. Được con. Cho đi con làm cái đúng gì rồi. Vậy? À, con lắm, cái này sẽ sạch cái điều như con. Đúng rồi. Phèo cắt ra vừa vừa vậy ha. Ừ. Cắt ra cho dễ nướng á. Mì Mỹ còn phải sữa rồi ha. Chị em mượn. Xin chị Mỹ miếng phê kìa. Nhận bố thôi không bạn vậy. Ờ đi mua gì tặng mốt đi. Không có tiền hả? Trời ơi sáng có tiền mua bánh. Thì cốt đãi nè, nhưng mà con mua gì con tặng cho mốt đi. Ok. Hay à. Giỏi quá. Thôi giờ là tặng ly cà phê sữa đó ơi. Trời. Thôi cái tấm kẹo hồi nãy cô nó cho đó, giờ thôi tặng mốt đi. Cái này là cho bé Linh, còn mốt chưa có. Tặng cho mốt. Ăn chung. Ăn chung. Thấy không? Ăn chung. Chuyện non nha. Sắn hai tép được rồi. Ừ. Trời. Vô nhiều rồi. Ghiền á năm sao? Nhạc hát quá trời ơi, sung quá sung rồi. Trời này ngay lúc mưa bão nè. Anh em nãy giờ lên nhạc quá trời lên rồi. Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu. Giờ đặt thì hay à. Lâm mơ. Củ ghiền thì nhổ xong rồi. Giờ ngoài trời đang mưa nè. Đây là bà Sáu Báo à. Ông Bảy Bảo. Bảy bào quay cho Sáu Báo. Mỹ Báo à. Mỹ Báo con có Sáu Diệu. Cái gì? Cái ghế nó hết hồn cái ghế. Cái gì? Cá bà. Cá ba đuôi. Nó sợ cá đen nó quá trời. Cá ba rồi con cá mẹ đâu. Trời ơi, ung đúng luôn.
hả? Chờ 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 đó 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 mới liều nó bự trời hết trời được con mắt bự hết thường chưa bà già ờ cái này chắc ngày mai mua cá mới quá không không mua cá nè trời ơi con mẹ ốc mất luôn nè nào con này hả nó quậy đi nó vui á chị không thấy hả đi đi cái này thả tôm xuống đây nè bữa tính thả con tôm nhỏ nhỏ rồi thả bự quá nó ăn cá ở ngoài xuống có con ba ba kìa trời ơi thả ba ba xuống nó ăn cá hết của người ta tào ra hả còn mấy tép trốn trong á trốn trong góc đó trời nó ăn dữ lắm ba sáu nó gượng nó cạp nó ăn á ba ba dữ lắm màu đậm á chứ không dám đâu tao mua tao lựa cá đẹp không á mình với bé Nhi đang đi mua bánh kem cả nhà, nhưng mà bánh kem thì ăn ngán lắm, cho nên là mua bông lan trứng muối cả nhà. Đây bánh kem đủ loại đủ màu sắc, này bông lan trứng muối là phía dưới nè. Bông lan trứng muối thì ăn nó không có ngén, nó dễ ăn hơn bánh kem. Cái này mình mua ngoài phường 1. Ở đây mình mua ngoài phường 1 bánh kem Tiết Nhung. Bánh kem này ngoài phường 1 cũng có tiếng lắm cả nhà, làm ăn cũng ngon. Mới đi mua bánh kem về, cả nhà hát quá trời luôn cả nhà ơi. Trong thời gian chờ đợi tại mình ăn trễ á cả nhà, cho nên lên đây hát hò chơi chút xíu rồi mới ra nướng đồ ăn ăn, tại ăn trễ xíu cho tám đồ về á. Bể đen sắt củ riêng, giờ mình đốt lửa lên rồi để chuẩn bị nướng đồ, nướng tôm trước. Ngọc mới ngủ dậy hả Ngọc? Mới hái được mấy trái chuối sống rồi cả nhà, giờ hái thêm trái khế nữa. Ê, yeah. Đây được mấy trái chuối khế để ăn sống cả nhà. Anh Năm rồi còn ảnh cũng mới lên luôn rồi. Oh hello, xin chào. Nay mình tranh thủ đúng hẹn luôn nha. Đúng hẹn ha. Ừ. Chứ không có lỡ hẹn nữa phải không? Hẹn 4 giờ là nhìn đồng hồ tới đây. Khỏi cái ben cái là tới liền không? Trời đất ơi. Vậy là được rồi phải không? Đúng rồi, được rồi đó. Mày đang nướng tôm. Gì đổ đồng hồ dữ vậy? Nhắc cái quạt lên, quạt cho nó cho nó hực lửa lên. Được rồi từ từ rồi quá nó khét á. Thầy ơi. Dạ. Tôm con nào con nấy bự quá sức mồi luôn ạ. À? Mưa nè, đi mò ngoài bờ bún đập con trước á. Mò xíu được đóng tôm luôn. Tôm nhìn thấy mê rồi đó nha. Tôm nghe mùi chưa? Tôm này hồi tôi lấy cái xịa nhỏ. Bỏ vô ha. Cắt mấy lá chuối hãy lên đây hãy lên nhìn thấy nghiền luôn á. Năm đang quậy chao hả? Đó làm cái mưa ớt nữa nha, mưa ớt nữa. Nó hết mùa, cái này giống như là nó gà gán á, gà gán dài trái á. Gà gán sao đó má đẻ út gán đó 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 đúng rồi đó.
đó, nó gà gán á. Đó. Nè còn trái trên đây mà nó bị hư đít tới giờ. Nè ngay chỗ này nè. Trời tỏi đi, đưa chị đâm trái trái vô đó đi. Đây trái tỏi. Không không đài trái tỏi. Cái ống bông tay đã chuẩn bị thôi. Chừng nào mình gần ăn mình hả làm. Tại cái đó cũng lẹ nó nguội. Cưng cưng gọt vỏ mỏng mỏng à, nó cũng còn cái vỏ phía trong. Để nguyên vỏ hơi khó ăn. Ủa, mấy cây sau này mình chơi mình để nguyên vỏ luôn hả? Chét lắm không Năm? Này là chú sim đó nha. Chú sim đen đó. Sim là sứ hả? Cũng là nó đúng không? Thế này bào ra hình ngôi sao năm cánh vậy đẹp ha. Này là tới thịt dê. Ồ thịt dê vào đây nướng cái da vàng vàng ngon các bạn. Đi da cốm không? Đó, da cốm luôn nha. Có được không vậy? Da cốm nhai cọp cọp. Trời ơi nhai ghê dữ vậy. Nghe 4 với 7 kết hợp nướng nha. Được không? Được không? Được không? Trời ơi, giật dữ Năm. Không á, Năm đưa ngay cái cuốn á, đưa xét cái cuốn đó là giật cái rớt à, xét cái cuốn luôn. Đó thấy không? Thấy cuốn không? Chúng ngay cái hồ ký cho báo thiệt luôn á Năm ơi. Tới chơi nè. Đó, đó. Gọi đâu rồi? Thấy rồi, thấy rồi. Kia kìa. Nghe cái bịch. Đây 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 đây. Ở đâu? Anh thấy rồi, thấy rồi. Anh lấy đi. Cái chân chứng tặng em luôn á. Rồi. Nãy sớm đạt nó hư không có hư đạt. Không hư hả? Con kiếm nó đem. Rồi. Gán kiếm còn trái nào nữa không? Thầy hồi khỏi luôn đi. Thầy Tám đứng đây mà không chứ thầy Tám quay chắc mệt nghỉ luôn. Khỏi luôn đi vậy. Cái ghế đứng này. Đạt đang làm thêm chạy. Đó, giờ đổi tay đưa cho Năm. Anh Năm nướng. Út Đạt thì bây giờ đang bận ở khách sửa xe rồi. Bây giờ Bảy tạm thời cầm cái máy quay giùm. Chưa miếng thèo lên nướng nướng đi. Thèo nướng giống đi. Gắp miếng thèo đi anh. Gắp miếng chín rồi. Ấy quá là cứ ngắt á. Sao lật cái thịt. Giờ nào xong cũng không miếng nữa. Giao nước. Rồi để đi cưng. Có ai mời sinh nhật tôi không? Sửa xe xong chưa? Rồi xong rồi. Xong rồi về đi. Là 30 giây là xong. Chưa đã ngứa rồi chăng không? Chị với ba con mẹ ơi. Không cũng đi phải chống gậy. Nghe mùi dê rồi đó nha. Gà phải không? Một dĩa trong kia rồi kìa. Như là gà món rồi đó hả? Trời đất ơi. Trời ơi, đâu hai cái giò gì? Hai cái cục xương nhìn ghê á. Ai xếp hình độc quá vậy? Gọi cùng bữa cơm ấy nha. Cùng bữa cơm hả? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Rộng rộng ghê. Sợ thừa mày đó chứ. Rộng quá, rộng quá. Ý, còn mấy trái chôm chôm? 2-3 trái hơi cao nha. Nè, nằm tuốt trên đây nè. Anh Năm phái leo cây á. Nó còn 2-3 trái chôm chôm. Ốc bông tai trái tỏi. Đây, ốc đây. Chảo nó bự nóng thoải mái nè. Có phèo này nướng nhìn ngon ghê ta.
vàng khe luôn à. Dẫn không? Quá hấp dẫn. Ra dĩa là mình cắt. Năm đang làm món ốc móng tay chế tỏi. Cái ốc này đừng cho mặn nha Năm. Nhiều khi trong ruột nó mặn sẵn rồi đó. Dạ. Ai bỏ muối không? Có chừng mặn nha. Muối đường một ngọt. Thôi. Tại vì đồ biển nó dễ mặn lắm. Nó ngậm muối á. Đâu nêm thử rồi. Giờ ra ngoài đây nướng cho nó chống chảy, phía trong đây mình bắt bàn. Rồi mấy đứa nhỏ tập trung vô ăn trước nè. Cái này bé Linh đi học thêm rồi cả nhà. Tại lúc này cũng chuẩn bị vô học rồi đó. Cho nên là mình đi học thêm trước. Linh học thêm tới 8 giờ tối mới về. Này dê nướng, chuối khế, rau sống. Cái gì con? Không sao, không sao, dê sao. Wow. Dĩa tôm quá hấp dẫn luôn. Giờ này cũng gần 6 giờ chiều rồi cả nhà. Nay sinh nhật vợ mình, mấy anh chị về cũng đông vui quá trời luôn cả nhà. Với mấy đứa cháu nữa. Anh Sáu thì đang chạy xe, đang ở Sài Gòn về. Hôm nay chở khách ở Sài Gòn. 8 thì khoảng nửa tiếng nữa. 8 khoảng nửa tiếng nữa mới tới. Thì món môn xào 3 rọi. Đó, có đèn cầy, nó cắm đèn cầy lên. Đó kìa. Không phải của cha. Chúc mừng sinh nhật cha. Ôi trời. Mẹ ở đây mình có đốt nhang mũi không? Có quạt, có quạt, có quạt chân, có quạt chân rồi. Kêu mấy hát hay sinh nhật hay lắm. Trời ơi, lỗ gạo chơi lắm. Kìa, sàn sàn có tới kìa. Ai à? Bây giờ người lớn giữ mới được, nó lập chụp quá. Chị hai ơi. Chị hai đang hấp bánh, xíu chị hai ra tới. Chị hai xong rồi chị hai ra liền. Rồi tập trung nè, tập trung. Rồi bắt đầu đi. Vô xong đây nè con gì? Mắt hướng nhìn về khán đài. Cầu nguyện đi. Rồi thổi ra nha. Rồi, vỗ tay. Chú Du. Birthday, happy birthday. Happy birthday Chú Du. Gì ghen dữ vậy? Rồi xong rồi. Ăn thôi bà con ơi. Rồi vô vị trí. Chừng nắm nè. Đây vô chụp hình cho. Vô đây. Rồi chụp hình.
1, 2, 3 Happy birthday to you. Rồi nhìn mặt ở đây cười cái nè, nhìn mặt gì bấy nè. Ê tơi chụp chụp em 8 luôn anh bảy chụp nãy giờ rồi à, gì, quay giờ chụp luôn bảy giờ chụp ơi đứa mà được ba nói kìa hôn cái chụp chụp luôn chứ không để ai rất khỏi nha rồi thở nữa thở lần hai cho nó lên rồi giỡn môi á giỡn sẵn rồi nhấp tiếp nhấp tiếp cắm rửa lên Nhân dịp sinh nhật bên chúc chị như ý luôn nha, được sức khỏe. Quá đã, quyết định vậy đi hả? Ồ, bảy bảy bạn 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 cầm máy quay rồi, không ở không làm được gì chân. Không rồi. Rồi. Rồi chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Rồi bảy vô ăn đi. Mẹ ăn chay cho nên mẹ không có ghe. Anh Chính thì đi du lịch rồi. Đi du lịch với bé Quyên. Ủa gì chị Tư không ăn dê hả? Chị Tư ăn phèo với tôm nè. Chị Tư nướng dê sớm giờ ngán dê luôn hả? Ý anh Tư đâu rồi? Anh Tư đâu rồi chị Tư? Anh ăn rồi, về lại. Trời ăn trước gì luôn hả? Anh Tư cũng đâu có ăn được thịt nhiều đúng không? Rồi có chừa 8 với chừa 6 rồi. Chừa anh 8 với anh 6 rồi. Hay. Có rồi hai ơi. Anh 6 chắc cả 2-3 tiếng nó mới về tới để từ Sài Gòn. Còn anh 8 thì nửa tiếng mới về tới rồi. Ngon không? Vừa ăn không? Bảy ướp á. Dê thì không biết, dê không ăn không biết. Dê không ăn không biết không? Đó giờ tôi không ăn hả? Biết dê bất công mệt nữa. Biết dê mệt à? Có lý, có lý. Đó, quá thoải mái luôn. Nới cái chòi rộng ra thoải mái. Có bạn già nữa nha. Có luôn. Đây. Cảm ơn em già. Có ai gì vậy? Cái này chấm chao có lý á. Chấm hào ghê không? Chấm chao rồi đó. Có niềm vui mới dạ. Bé nhá. Bé nhá. Ai ăn đi con. Vô dập cái lên nè tập chế nè nè vô vô cái này vô sao dê em lẽ hồi bò thôi vô ngon không? Ngon không? Ngon. Trời ơi ngon. Phải dưới em nè.
Chú nè. Thấy rồi. Thôi bóc đi con ơi, đừng cầm đũa được không? Thấy ai cũng tao. Ừ. Đũa. Nào. Thấy rồi, cầm đũa vậy. Gì ăn ngon đấy. Nó hái trợ gấp nữa kìa. Cá mơ này. Đó. Chồng chồng. Tí nó bị nước kìa. Rồi rồi thôi. Giới nha. Thôi mà tôi không ăn nữa. Không, tôi trái trời. Ừ. Trời. Chứ ừ, mà thích
Ờ, ba em đốt nến. Cái tiếng mình đốt nến bự luôn. Đốt nến mà phải chạm quá hết thân luôn. Đốt nến biết rồi. Biết rồi, hồi nãy hát chứ. Có hát còn nhiều. Đốt cái trời luôn. Cao. Tám ngàn rồi. Mẹ chút xíu nữa là bữa nay không những tiệc nướng này mà có cá nó nổ bùng ở dưới là cái gì nhất đó là có cá luôn á. Cuối cùng là cái con kẹo đó nha. Dạ, kiểu chứ nó nổ cả là có cá. Chồng mấy ra đổ cho cái lá cho chồng chiếc đi. Mặt cái đất kìa. Trên đó hình như có ốc búng tay là không chồng. Trái bụi bụi cái chân nữa. Ê, dĩa bên đây nè, dĩa bên đây. Ờ, nha nha. Thấy nó xong vậy mà nó còn tái thì ghê vậy. Nghe đâu? Nghe diễn tả. Quăng chung với cái ao này nè, phải không? Đúng rồi. Chỉ chân chút gà hả? Cái bên kho. Em thử coi nó cháy không, em đem ra nhà trọ còn mấy cái đồ nước. Làm vô. Tao làm lâu tháo quên hết trơn rồi. Tới lúc nào giận. 4 đi 6 để ngồi hát thôi. 1 2 3 vô. Vô. Hai chị em mình uống ừ. Ừ đó. Ba chị em chia đi chị hết miếng tiêu quá rồi. Đi đi đi. Cái là nửa xanh con trắng tư vậy. Trời đất ơi, trắng tư vậy. Ồ, thắng về tới, thắng về tới. Rồi gia nhập xuống với mấy đứa nhỏ luôn con. Có chén đũa bên đây, chén đũa bên đây. Không có sao. Con ngồi đi. Giờ con ngồi luôn đi Thắng. Cho con miếng giấy luôn trước khi hồn đứng tặng cho bông. Con thì bắt lên rồi cái đổ rau vô hết đụng chín bưng theo con. Dạ bắt nhỏ nhỏ. Tám quá. Như bưng cái lẩu ra luôn vậy ha. Không. Trời ơi tạm vậy đó. Thôi có rồi, có rồi. Trời đất ơi, hết môn rồi hả? Trời ơi, hết môn thơ nữa. Hết thọ cho tới chậu. Mày phải lén lén đưa chị không vậy? Trùng đi. Thôi được rồi, em mới thấy được. Ê, sao đây nhớ mũi chích ngay cái hàm. Ôi ơi. Tháng 8 quá trời nhiều người rồi. Nhà mình xin nhẫn nhóc luôn rồi. 4-5 người luôn rồi. Vậy là ai cũng mua mộ cái bánh kem mà dồn về đây nha. Mày chịu khó, mày chịu khó, mày đứng nhà mày ăn chưa? Dạ. Ôi. Mà chiếc này tháng tháng này chiếc ăn đã luôn á. Đi vô mày. Vô mày sẽ làm thăm nữa. Không. Có tiền sao có cả nhà vậy đi học. Ủa mình đây. Anh ơi. Còn cái lẩu gà nữa cả nhà. Anh. Tao nói gì đây không ngoại. Anh có cái học gì. Vậy nó học trên. Chút xíu là. Phải sao gì vậy. Ly hả? Ly hả? Rồi rồi có luôn. Ly không? Chút xíu. Ly. Cái này gì vậy? Ừ. Rồi tới giai đoạn cắt bánh nè. Mắt hướng nhìn về cái bánh bông lan. Ghê vậy. Chúng mày chạy ra, chúng mày chạy ra. Ngày xưa Thảo nó ăn lộn tưởng kẹo đó. À. Đó vậy. Bắt kẹo gì bắt nhất. Vậy vậy chị biết không, em mua thuốc chặt lá quần á, em nuốt luôn sách đèn cày. Trời trời ơi xong luôn, nó mềm mềm nuốt luôn. Đúng rồi, nó có lỗi vậy đâu có biết đâu. Em đụng luôn đó, em có nuốt sách đèn cày đó. Người ta tính tiền luôn rồi, không có chịu cái sách đèn cày.
tính ra nó vậy, em muốn thì em đâu có bị lỗ. Đâu lỗ đâu, lời lúc là mấy người đúng không? Đèn cày sắp hỏi vậy đó. Trời ơi, nước sáu giờ này là có thiệt nha. Dạ, cái mới ngập nè, cái mới ngập miếng nè. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Đừng nói khen cho mấy ngập. Trời ơi, lại đã ăn cái ngập. Lại đây đi. Anh ăn ngồi đi, cái gì vậy? Vô, vô, vô. Rồi, nè sao? Cung thế anh sáu đây, cầm vô. Năm không ai nhập. Số không? Không có gì không? Làm cái mùi giùm một cái giấy lên nha. Trời ơi. Đừng lấy gì nữa. Ủa nè, ủa nè. Có anh viết chăm cứu vậy? Thôi coi chết, coi chết. Đúng là đã không còn mặt trên. Không luôn hồng quá. Sắp xin xuống anh đi. Ờ, đang làm chú đạn luôn nặng cái tay em nó bị cưng đang điều trị ở dưới anh Năm á. Em được rồi, ăn kem được rồi. Em nó không cho nè. Chị cho kìa. Đây tay Mỹ. Cắn miếng. Nè. Hết rồi con. Bắn cho bắn cái bài. Cay cay. Mới nãy có nhà không có một người 30 tháng tái rồi nè. Ai lại mà chứng không? Đến chỗ nào là hút mũi chó luôn á. Là mấy như cần cần cứng. Cái hình xám, cái hình xám. Cái đâu luôn nè. Cho nít này. Anh thấy 21 có hình xám. Đi đó là gì kìa, lấy đi. Thôi bây giờ đông quá, thôi nhà ai đi làm với em đi nha. Đông quá đông luôn. Trong tháng 8 này ở nhà mình là sinh nhật là hình như là 5-6 người luốn cả nhà. Vợ mình với mình, Hướng, rồi anh Năm, Như, rồi chị bên chị Quy nữa, chị Bảy á. Đó, rồi anh Tám nữa, nói chung là đủ thứ luôn, nhóc hết trơn luôn á. 6-7 người. Không biết chuyện hả? Đây. Tháng 8 nhiều quá, trời ơi. Tháng 8 đến giờ đông á, 6-7 người luôn phải không? Tháng 8 này, chồng nhẹ, tháng 4, Vi là 5. Còn cái nào không cho đi miếng? Còn ai nữa? Buồn Vi nữa. Thì rồi đó là chồng nhẹ đó. 8 là 2 rồi nè, cưng 2 nè, là 4 rồi nè. Mình sướng. Ừ. 7 người. Dạ, có lẩu gà đó kìa. Đúng rồi, làm lẩu kem mấy tầng giống như trong đám cưới vậy không? Trời ơi. Ăn xong là khỏi rửa không? Ăn bún không? Ăn bún rồi. Bây giờ 7 người là đúng 7 ngày đúng tuần rồi đó, là một tuần. Ăn một tuần luôn hả? Gán kiếm thêm đi, ăn một tháng liên tục luôn. Còn là sinh nhật không luôn á. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video, chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha.